Pháp sẽ chuyển hàng trăm thiết giáp hơn 40 tuổi cho Ukraine. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Léonu cho biết Pháp sẽ chuyển hàng trăm thiết giáp VAB, phát triển từ đầu những năm 1970, cùng đạn tên lửa phòng không cho Ukraine. Quân đội Ukraine phải phòng ngự trên chiến tuyến rất dài và cần có thiết giáp. Loại phương tiện này đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với năng lực di chuyển của binh sĩ và là một phần trong đề nghị của Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu nói ngày 31 tháng 3. Ông Lecornu cho biết, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Emmanuel Macron, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề nghị Pháp chuẩn bị gói viện trợ mới, bao gồm các thiết bị quân sự cũ vẫn còn hoạt động của nước này. Pháp đang xem xét chuyển hàng trăm thiết giáp tiền tuyến VIP cho Ukraine trong năm nay và đầu năm 2025, theo ông Lekonu quân đội Pháp đang thay thế hàng nghìn chiếc VAB đời đầu bằng thiết giáp đa năng VBMR Griffon, song ông Le khẳng định các phương tiện cũ vẫn hoạt động tốt. Thiết giáp VAB được phát triển từ những năm 1970 cho đến năm 1977. Quân đội Pháp lần đầu biên chế năm 1979. VAB có thể đạt tốc độ tối đa 110 km h tốc độ lội nước 8 km h tầm hoạt động 1.200 km. Xe có thể chở theo 12 người, bao gồm kiếp lái hai người và 10 binh sĩ. Giáp của VIP có thể chống lại đạn súng bộ binh cỡ 7,62mm, mảnh đạn pháo và mìn bộ binh. Xe có thể lắp giáp MEXAS của Đức, giúp chống đạn súng 12,7mm bắn thẳng mặt trước. Vũ khí chính của VAB là súng AA-52 7,62mm hoặc súng M2 12,7mm. Bộ trưởng Lê cho biết Pháp đang chuẩn bị chuyển lô tên lửa phòng không Aster-30 của tổ hợp SAMPT mà Ukraine đã nhận. Đạn tên lửa Aster-30 có thể hạ tiêm kích, máy bay không người lái UAV và tên lửa hành trình ở khoảng cách 120 km. Chiến hạm Pháp tại Biển Đỏ đang dùng tên lửa Aster để đối phó những đợt tập kích nhằm vào tàu hàng do lực lượng Houthi thực hiện. Ukraine đang có nhu cầu cấp thiết về năng lực phòng không tốt hơn khi Nga đang tăng cường độ tập kích, đặc biệt nhằm vào hạ tầng dân sự. Ông Leonnoux nói và cho biết đã đề nghị tổng cục vũ khí, cơ quan mua sắm quốc phòng của chính phủ Pháp đưa ra các đề xuất nhằm đẩy nhanh tiến độ mua tên lửa Aster do tập đoàn MBDA chế tạo. Bộ trưởng quốc phòng Pháp công bố thông tin về lô thiết bị quân sự cho Ukraine trong bối cảnh viện trợ quân sự từ phương Tây cho nước này nhỏ giọt. Quốc hội Mỹ vẫn chưa thông qua gói viện trợ cho Ukraine trị giá 60 tỷ USD, trong đó có đạn pháo, đạn tên lửa và nhiều loại vật tư quân sự mà quân đội nước này đang thiếu. Trong lúc kho đạn của Ukraine cạn dần, lực lượng Nga với nguồn cung dồi dào mở nhiều đợt tiến công dọc theo chiến tuyến dài 1.000 km và đạt nhiều bước tiến. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Thượng tướng Oleksandr Shisky ngày 29 tháng 3 thừa nhận các đơn vị Nga trên tiền tuyến bắn lượng đạn gấp 6 lần quân đội nước này.